Anh ơi, cho em hỏi, có phải cứ đẹp trai giống anh là có nhiều người yêu đúng không ạ? Không phải đâu em ạ, mà phải là biết chứ. Gần em luôn luôn bên ta mà mãi không buồn. Mà đau ở đâu thân em nơi đây, thậm chí nơi nào. Nhìn về quê hương em ôm tư tư nặng lòng biết bao. Hiếu. Các bạn ạ, quả chanh này ạ, mình đã bắt hết nước chua rồi. Cái nước mà mình vừa cho vào mồm ạ, là nước lọc đấy. Không cần phải quan hệ rộng, quan hệ nhiều thì tự nó rộng à. Quan hệ trong gió có tiếng của em nghe trong. Mặt thở dài và hắn nói là nếu mắt anh đã rơi rồi, để đến những nỗi đau. Yeah, fine, that's okay. Yeah, em đã nói với anh, em sẽ vẫn ở đó. Hoàng Anh ơi, mày kiếm tao viên sỏi bé bé, ném con Thảo nghe kêu chơi phát. Lấy tao cho thêm viên nữa hả? Love you 3000.
Thảo một cốc. Mày đây quá. Thảo ăn bọc không? Okay. Ăn bọc không? Cho mày nhá. À Hoàng ăn đi Thảo ơi. Anh lấy cho kiếm nhá. Đấy mà gì thế? Cây nào mà chẳng có hoa. Chỉ tiếc là sáng giờ là một nhánh hoa. Buồn phần mình chỉ toàn niềm lo. Chỉ biết nàng nhìn nàng bên người ta. Tôi vẫn ở nơi đây một ngàn lời ca. Gửi em, người con gái chỉ nhiều tổn thương. Hứa với mình rằng em không được ngờ anh muốn nhìn. Mấy cái thằng hôn này, chúng mày muốn chết à? Anh, bố em mà. Giờ em nhận ra, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Chị gọi em không ao đó. Nhưng mà anh không mang quà đến ấy thì mời anh ạ quay xe ạ. Tìm thôi, tí nó tìm xong nhá, nó lại mang trả lại cái chỗ mà mẹ mày cất của mày ấy. Nó lấy làm gì? Chợ à? Dạ. Nó lấy làm gì? À, cái gì thì em lấy rồi còn đâu mà tìm. Là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh cái thằng bố mày à. Em như cục pin trong mập mờ làn khói trong ba mắt anh không thấy đỏ anh đừng đừng hoài mà sao đi mày. See the clock spin there. Anh đây. Em dặn anh bao nhiêu lần rồi là đi ra ngoài không được xin ăn cơ mà. Anh từ bây giờ nhá,
Cấm, không được xin ăn. Cướp luôn. Mới làm việc qua loa linh tinh, không thể nào mà cãi mới được ma game bên của ý chí sinh tồn đến say bu dai bên đồng đội 2-3 sông pha. Anh ạ, em đã bảo là em không chưa rồi. Anh còn cố kéo em đi, bây giờ cho cắn em rồi. Cái gì? Cho cắn á? Đâu? Anh xem nào, cho cắn ở đâu? Úi dồi ôi, thế con chó nó có làm sao không?